Xin chào các bạn đã quay lại kênh hướng dẫn học phần mềm miễn phí của Tú Phan trên YouTube. Hôm nay tôi sẽ tiếp tục hướng dẫn các bạn học cái phần mềm Adobe Audition phiên bản CC 2018. Tiếp theo cái giáo trình hướng dẫn học phần mềm này á, tôi đã tải phía dưới cái video trong phần mô tả ha. Bạn có thể tải về kèm theo những cái phần như là phím tắt hay là những phần lý thuyết luôn, lý thuyết và thu âm á. Thì bạn nên đọc lý thuyết để chúng ta tìm hiểu rõ hơn ha. Lưu ý các bạn phải buộc các bạn phải đọc cái phần phím tắt thì các bạn mới hiểu được những cái từ chuyên ngành, những cái khái niệm tôi đã nói trong cái các video này ha. Thì video trước chúng ta đã tìm hiểu tới các hiệu ứng trong menu effect nè. Thì cái hiệu ứng mà tôi đang hướng dẫn các bạn dễ dàng là dynamic. Tôi dự video trước video này tôi hướng dẫn các bạn là trong cái mục là dynamic rotation nè. Thấy chưa? Đó, dynamic rotation. Thì cái video này tôi sẽ tiếp tục hướng dẫn các bạn tới cái multiband compressor. Thấy chưa? Đó là cái chức năng là dùng để chỉnh cái phần nén thôi ha. Rồi, đầu tiên thì bạn mở cái đây là cái mục số 1 nhỏ trong cái mục 31 các hiệu ứng menu effect này ha. Rồi. Đây, dynamic rotation. Video này chúng ta sẽ học tới multiband compressor. Đầu tiên mình mở cái phần mềm đi. Này, thật ra là cái video này nó tương tự như cái video trước thôi. Nó chỉnh cái mức độ nén hoặc là giải nén thôi, nhưng mà cái qua cái hình thức nó trình bày khác thôi ha. Thật ra là nội dung thì nó tương tự như cái video trước. Thì cái video trước tôi vừa đầu tiên mở cái phần mềm Adobe Audition lên thì tạo new community transition là tạo một cái file mới hoặc là chọn file cũ là open hoặc là open recent ha. Rồi. Thì trong cái effect nè, trong cái tab effect đây, bằng cái video trước tôi hướng dẫn các bạn xong cái mục là amplitude and compression là cái phần mà nén á. Nén thì chúng ta sẽ có nhiều cái hình thức nén nè, nhiều cái công cụ để nén ha, hiệu ứng á. Thì dynamic rotation thì tôi hướng dẫn các bạn rồi. Cái này nè, dựa trên cái biểu đồ này để chúng ta tạo ra các điểm neo và tăng giảm cái điểm neo. Nhưng mà lưu ý bạn phải biết được cái trục X là gì. Trục X là cái input là cái âm lượng đầu vào. Còn cái trục ra, cái đầu ra là cái Y, trục Y là cái output là cái âm lượng đầu ra ha. Còn cái điểm neo mà trên cái đường màu trắng này chính là cái điểm mà chúng ta gọi là compressor ha. Còn phía điểm dưới này thì gọi là style, gọi là expander. Đây nè, style nè, compressor, expander, phân biệt đó ha. Thì trên cái màu trắng này sẽ là âm lượng lớn hơn, còn dưới cái đường màu trắng mà đường màu trắng chuẩn này nè, cái đường mà màu trắng chuẩn mà đường xéo này nè thì gọi là âm nó sẽ là giải nén ha, trên đây thì sẽ nén lại. Rồi đơn giản như thế. Thì cái tôi sẽ xóa hết những cái hiệu ứng cũ để tránh làm lộn cái âm thanh các bạn nghe được ha, tránh làm rối các bạn. Chúng ta phải nên xóa hết những cái hiệu ứng cũ chúng ta. Đây là những hiệu ứng cũ trên cái clip effect nè, chúng ta nên xóa hết để chúng ta làm ví dụ, để làm hướng dẫn các bạn. Thì cái quay lại cái video hôm nay ta sẽ tập trung vào cái compressor đây, chúng ta sẽ tới cái phần mà multiband compressor. Cái này là cái gì? Thực ra thì cái tính năng thì nó tương tự như cái dynamic compressor thôi, dynamic rotation thôi, nhưng mà cái hình thức trình bày nó hơi khác một tí. Thì nó cũng vẫn là một cái biểu đồ như thế này, và có những cái thông số chỉnh bên dưới. Thì nó khác nhau chỗ nào thì tôi sẽ nói các bạn nghe. Thì đầu tiên bạn nhìn cái biểu đồ này nè, thì nó sẽ có hai cái trụ đạo gì chúng ta phải tìm hiểu trước là cái trục X, trục Y là gì. Trục X theo cái này á, cái biểu đồ này á, là hạt như là tần số. Nó hơi khác rồi ha. Tần số là từ 30 cho tới 10.000, 10k là 10.000. Còn cái trục Y là trục trục tung đó, là đơn vị là decibel, nghĩa là đây chính là âm lượng ha. Lúc nào cũng vậy ta thấy được cái hạt là tần số. Còn chữ dB decibel là âm lượng. Âm lượng nó là lớn nhất là 0 hay đâu trên đây nè, cho đến trừ 10, trừ 20, đến trừ 80. Rất dễ, rất dễ. Còn cái cột trên đây chính là cái output gain, nghĩa là cái âm lượng đầu ra. Bạn muốn mặc định nó đang ở giữa nè, bạn muốn cho nó lớn thì bạn kéo lên trên. Âm lượng đầu ra chúng ta nghe, output là đầu ra, gain là tăng âm lượng ha. Còn bạn muốn cho cái đầu ra bạn nghe được âm lượng nhỏ thì bạn kéo xích xuống dưới đây. Đơn giản như thế, tăng lên là tăng âm lượng, kéo xuống là giảm âm lượng ha. Ở đây là giá trị trung bình là 0, gain là 0 nè. Đó. Rồi, thì bạn sẽ thấy trên cái bộ chúng ta nó sẽ có ba đường gạch. Ba đường gạch này nó sẽ chia cái biểu đồ chúng ta làm bốn khoảng ha, bốn vùng, đại khái là bốn vùng. Đó, ba đường gạch là 1 nè, 2, 3, 3 đường gạch, nhưng mà nó sẽ chia ra cái biểu đồ ba đường gạch, tất nhiên nó sẽ chia ra được cái biểu đồ chúng ta làm bốn bốn khoảng, một khoảng, hai khoảng, ba khoảng, bốn khoảng ha, bốn vùng. Bạn đại khái như là bốn phần diện tích đó. Rồi. Rồi sau đó thì bạn sẽ thấy ở đây nó sẽ chia cho bạn nè, tại vị trí mà những cái đường gạch xuống đây nó sẽ có cái tần số đồng nhiêu 120. Đây là tại vị trí này 120 nè. 2000, đúng không? Đây là 2000, 2k nè, ta phóng to cho bạn xem. Thấy chưa? Tại vị trí mà nó chiếu theo xuống cái trục X đó là cái tần số đó. Còn ở đây là 10.000 nè, là 10.000 đây, thấy chưa? Những cái thông số này chúng ta được quyền chỉnh sửa tùy ý cũng được, bằng cứ di chuyển chuột vô đây. Hiện tại đang ở reset là custom ha. Đó. Rồi bạn có lít chuột lên trên, di chuyển chuột lên trên những cái đường màu gạch xuống này, bạn lít giữ trái không vuông và bạn rê. Khi tôi rê bạn sẽ thấy cái tần số đây nó sẽ chạy theo nè, nó chạy theo nè, thấy chưa? Đó.
bạn chỉnh bạn rê cái đường cho đây cũng được, hoặc là bạn nhập con số vô trong đây cũng được. Giả sử tôi cho mặc định lại là 10.000, enter, thấy chưa, nó cũng chạy về đây và chỉnh sửa nào cũng được. Hiện này nó phân ra làm ba đường nè, đường cao là đường thấp nè, mid là trung bình, high là cao ha. Ba đường này có cái tần số trung bình, thấp và cao. Rồi sau đó thì cái này dùng làm gì, thì bạn sẽ chú ý xuống là ba đường này nó chia làm bốn diện tích, bốn phần diện tích là bốn vùng, một vùng, hai vùng, ba vùng, bốn. Thì tương ứng với bốn vùng ở đây nó sẽ là bốn màu, thấy chưa. Màu này là màu xanh dương nè, màu cam, màu vàng nè, màu xanh lá cây và màu hường, chỉ là bốn vùng tương ứng với bốn màu đó. Thì tương ứng với bốn màu là cái màu nào thì tôi sẽ vẽ cho bạn xem, bạn đợi tôi tí ha, tôi sẽ vẽ cho bạn xem nè. Có nghĩa là cái màu này là của cái vùng này, cái màu này của vùng này, cái màu này của vùng này, và cái màu này là của vùng còn lại, thấy chưa. Tôi đã vừa vẽ xong đó, đây là cái màu xanh này của vùng này, màu vàng của vùng này, màu xanh lá cây của vùng này, và màu hường là của vùng này. Nó ứng với bốn vùng là nó được chia ra bởi ba đoạn. Thì chia ra vùng để làm chi, chia ra vùng để cho bạn biết là những cái âm này nó sẽ có tầng, cái vùng này nó sẽ có cái tần số thấp, từ thấp cho tới 100, cái sử dụng cho tới 120. Còn cái vùng giữa này sẽ có tần số từ 120 tới 2000. Còn cái vùng này nó sẽ có cái tần số dao động từ 2000 cho tới 10000. Còn cái vùng này sẽ có dao động tần số là trên 10000. Thấy chưa? Phần mềm cố tình chia theo phân loại tần số đó, từng dùng theo phân loại tần số. Mà chia vậy để chi nữa? Chia vậy để cho các bạn có thể là điều chỉnh cái mức độ nén ha. Cái nếu các bạn nào chưa xem video trước thì nên xem, thì tôi đã nói rất rõ về cái phần mà nén giải nén là gì rồi ha. Video này chúng ta chỉ nói chung chung thôi, cái phần nén để bạn chia ra những cái dùng gì để chia, để chúng ta có thể là nén hoặc là giải nén cái âm lượng ha. Thì cái mức độ nén bao nhiêu thì bạn sẽ thấy là ở đây nó sẽ có một cái thanh trượt nè, thanh trượt cho bạn xem để bạn nén hay giải nén nè, thấy chưa, thanh trượt nè. Đó, thì ứng với cái đây là chúng ta sử dụng cái thanh trượt, còn không thì các bạn kéo xuống đây là nó sẽ nén nhiều ha. Mặc định thì nó đang không nén, là ở mức độ chỉ số 0. Còn bên đây nó sẽ hiện cái phần sóng âm. Một khi tôi phát thử cái clip chúng ta thì bạn sẽ thấy sóng âm chỉ lên chỉ xuống nè. Còn đây là biểu diễn cho mức độ nén. Nếu bạn nén nhiều thì cái sóng âm nó sẽ hiện màu đỏ nhiều. Đó, tôi sẽ phát thử cho bạn xem thử cái ha. Giả sử tôi cho tăng cái mức độ nén xem. Nén đây, mặc định là tôi không có nén thì đây nó sẽ cột sóng âm màu đỏ, đây nó sẽ không có. Tôi nhấn nút play phát thử nè. Tiếp tục hướng dẫn các bạn học cái phần mềm Adobe. Bạn thấy chưa, mặc định nó phát thì đây nó sẽ không có cái phần nén, tại vì nén đang ở mức độ 0. Còn nếu tôi nén xuống như thế này nè, đó thì bạn, thì tôi phát đây nó sẽ có mức độ nén nhiều, màu đỏ nhiều nè. Thì tất nhiên là cái chỗ nào mà nó âm lượng nó bị nén đó, thì nó sẽ là âm lượng nhỏ. We audition phiên bản CC. Thấy chưa, có phần màu đỏ chính là đó, là đã bị nén nhiều nè, đã bị nén rồi đó. Thì theo mức độ thôi, nó đếm nhiều thì cái đây nó sẽ cái cột sóng âm màu đỏ nó kéo xuống nhiều. C 2018, thấy chưa, nếu tôi kéo xuống đây nén nhiều thì cái cột sóng màu đỏ đây nó sẽ nén nhiều xuống. Thì còn đây là cái chỉ số âm lượng nè, nén nhiều bao nhiêu thì âm lượng nó sẽ kéo xuống nhiều ha. Nén càng nhỏ thì âm lượng nó sẽ càng thấp xuống dưới đây, giả sử như thấp xuống nữa là -24, trừ dưới 24 luôn ha. Rồi còn đây là các chỉ số chúng ta, thì bốn chỉ số này như video trước tôi có nói các bạn rồi, sẵn đây tôi nhắc lại cho những bạn nào mà chưa xem các video trước luôn ha. Thì nó có hiện tại đây có 5 chỉ số nè, 5 chỉ số cơ bản của cái tính năng mà nén. Đầu tiên là cái thread này là cái gì, cái này là cái ngưỡng để nén nè ha. Là bạn một là bạn chỉnh trong đây cũng được, hoặc là bạn rê cái hình trượt này, thấy chưa. Khi tôi rê thì cái ngưỡng nén này nó chạy theo. Hai là cái gain nén, chính là cái bạn nén xuống là có nghĩa là cái ngưỡng âm lượng nhỏ ha. Còn ngược lại bạn không muốn cái âm lượng nhỏ thì bạn lít vào cái chữ gain này là bạn tăng âm lượng lên, tăng hoặc giảm âm lượng ha. Phần băng phân biệt được hai cái này ha. Hai này bạn nào mới thì có thể rất dễ lộn. Cái thread này là cái phần ngưỡng nén, còn cái gain này chính là cái phần tăng hoặc giảm âm lượng ha. Phân biệt hai cái đó khác ha. Chúng ta ngưỡng nén thì chúng ta làm cho cái video chúng ta cái dùng màu, cái diện tích âm thanh đó nó sẽ là thu hẹp lại, nó chắc lại. Còn cái phần gain này là tăng âm giảm âm lượng là khác, là tăng giảm cái biên độ âm lượng thôi ha. Là cho cái âm lượng cái clip chúng ta nó lớn hoặc là nhỏ tại cái vùng diện tích đó ha. Phân biệt hai cái này bạn nào mới thì rất là dễ lộn cái thread này và cái gain này. Rồi đại khái là bạn muốn tăng âm lượng lên cái vùng này thì bạn kéo qua phải nó siêu dương, còn muốn giảm âm lượng thì kéo qua trái số âm, đơn giản như thôi. Mặc định thì lít vào đây là số 0 đó. Rồi còn cái thread này là cái ngưỡng nén, gần nén theo cái tỷ lệ bao nhiêu thì cái ratio này chính là cái tỷ lệ nè, tỷ lệ 2:1, nghĩa là tỷ lệ chia phần nửa rồi đó ha. Tỷ lệ nén phần chia phần nửa 2:1 là 2:2:1 á, là chia 2 đó. Còn cái attack và cái release này là gì, đơn vị nó là ms, như tôi đã nói rồi, ms là đơn vị của millisecond ha. Second là giây, millisecond là milli giây, 1 giây bằng 1000 giây, một giây thì bằng 1000 milli giây ha, đơn giản như thôi. Attack chính là cái thời gian nó nén ha, thời gian nó nén rất là mạnh nè, rất là ngắn, chỉ là rất là ngắn nè, chỉ có 10 milli giây thôi
nha. Còn khi cái thời gian relay là cái thời gian giải nén, thời gian giải nén nó tới 100 mili giây lận. Tại sao là thời relay lại lớn hơn attack? Thì tại vì cái lúc ta nén thì ta nén rất là gấp ha, rất là mau, nhưng mà khi chúng ta giải nén thì ta sẽ giải nén rất là từ 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 để chi, để cho cái người nghe người ta không có bị ngợp á, không có thấy cái sự mà khác biệt rõ giữa cái phần mà nén và cái phần giải nén. Nên như là chúng ta làm cố tình làm cho nó có cái độ dốc á, độ dốc nó là lại cho người ta ít bị giật mình về cái phần này. Nên lúc nào cái relay này nó cũng lớn hơn rất là nhiều so với attack, nó gấp 10 lần luôn nè. Đó, thấy chưa? Thì sẵn đây tôi giải thích cho các bạn hiểu luôn. MS là mili giây thôi. Rồi, sau khi giải thích xong rồi, bây giờ chúng ta sẽ thông thường những cái thông số này chúng ta sẽ để mặc định không có chỉnh sửa. Ratio attack với relay nè. Chúng ta chỉ chỉnh sửa cái thread này hoặc là cái gain này thôi ha. Giả sử như giờ bạn sau tôi sẽ để cái thông số như là cái file gốc của tôi nè. File gốc nghĩa là cái file clip chúng ta gốc tôi chưa chỉnh sửa gì hết ha. Thì tôi để các số là như mặc định. Thì tôi phát thử cho bạn nghe thử, bạn sẽ nhìn đi cho tôi cái phần sóng âm nè. Cái phần sóng âm này bạn sẽ thấy được điều gì? Tôi phát xin chào các bạn. Hôm nay tôi sẽ tiếp tục hướng dẫn các bạn học cái phần mềm. Bạn thấy chưa, nó sẽ phân biệt ra làm 4 màu. Bạn nhìn kỹ ha, 4 màu, màu xanh dương nè, màu vàng, màu xanh lá cây và màu hường ha. Thì bạn cứ đại khái cho bạn biết là cái màu hường là cái màu sống cao nhất, màu xanh dương là màu thấm nhất, và cái màu cam và cái màu vàng là cái màu sống trung bình ha. Như là cái âm lượng mà chúng ta phát trung bình đó. Đó, bạn cứ hình dung như vậy. Adobe Audition phiên bản CC 2010. Thì bạn thấy chủ yếu cái phần âm lượng mà tôi nói các bạn đó là nó tập trung vô cái phần màu vàng là phần nhiều nhất, đúng không? Bạn thấy cái sóng âm phần màu vàng là nhiều nhất nè. Đó. Thì bạn muốn mà nén cái phần bạn muốn mà nén cái phần màu vàng á thì bạn cứ dần lít vô cái ngưỡng màu vàng nào, bạn kéo nó xuống. Đây là red nè, kéo cái ngưỡng nó nén xuống rồi bạn khoát lại thì tất nhiên bạn sẽ nghe cái phần âm lượng chúng ta sẽ nhỏ và cái phần âm thanh nó hơi kỳ kỳ nè. 18. Xin chào các bạn, hôm nay tôi sẽ tiếp tục hướng dẫn các bạn học cái ngưỡng nén màu đỏ nè, kéo xuống nè. Audition phiên bản CC 2018. Nó nếu ta nén nhiều thì nó sẽ làm biến dạng cái âm thanh chúng ta nè, cái âm thanh mà ta nói các bạn sẽ bị biến dạng nè. Xin chào các bạn, hôm nay tôi sẽ tiếp. Bạn thấy chưa, cái ngưỡng nén lên cái âm lượng màu vàng nó đã rất là nhỏ nè, nén xuống nhỏ xuống nè. Bạn muốn nén nhiều nữa thì bạn tăng cái tỷ lệ lên, hiện tại đang là tỷ lệ phân nửa thôi, là 2:1 thôi. Bạn muốn tăng lên tỷ lệ 5, tỷ lệ bao nhiêu thì bạn thấy nó càng nén càng dữ dằn hơn nữa. Hướng dẫn các bạn học cái phần mềm Adobe Audition phiên bản CC. Bạn thấy chưa, màu cam hầu như là biến mất luôn nè. Đó, cho tôi chỉnh lại bình thường đi, tỷ lệ nén 2:1. Rồi. Bạn thấy chưa? Cái này chúng ta có vận dụng cho cái việc mà làm giảm tiếng ồn cũng được nè. Như là cái tiếng ồn chúng ta là đa số là những cái tiếng mà có tần số, có cái âm lượng nhỏ, thì chúng ta chỉnh cái phần nén cho cái phần âm lượng nhỏ này, nó cho nó nén dữ dằn lên, nghĩa là nó sẽ kéo nén thiệt lớn luôn nè. Đó, thấy chưa, nén mức độ là cao nhất luôn nè. Bạn có thể tăng chỉnh cái ratio này, cái tỷ lệ nén này cho dữ nữa, hiện tại đang nén khoảng 2:1, bạn có thể nén lên 5:1 luôn cũng được. Hè tôi 2018. Thấy chưa, bạn thấy cái cột sóng âm màu xanh dương nó hầu như là biến mất tiêu luôn nè. Nó thì cái tính năng này dùng để hạn chế cái tiếng ồn cũng được nè, khử những cái âm mà có tần số nhỏ, âm lượng nhỏ. Xin chào các bạn, hôm nay tôi sẽ tiếp tục hướng dẫn các bạn học cái phần mềm Adobe Audition phiên bản CC 2018. Bạn thấy chưa, cái phần âm lượng nhỏ hầu như tuyệt đối là bị khử luôn rồi. Còn bạn hãy vận dụng cái tính năng này vô cái việc mà làm cho cái âm bạn hơi đi trong một tí, như là bớt cái tiếng ồn á, thì bạn tăng những cái âm tần số cao lên ha. Giả sử như giờ cái bạn muốn tăng lên thì bạn hãy tăng cái chữ gain, nút gain này lên nè. Tăng những âm mà tăng cái phần mà âm lượng lớn á, những âm mà có tần số cao thì bạn tăng lên một tí thì bạn sẽ nghe cái giọng bạn hơi rõ hơn một tí nè. Cái gain này tôi tăng hơn nè, mặc định là không ha, tôi tăng lên là 2 nè, 2 phẩy mấy nè. Đó chính là cái phần màu tím á, màu tím bạn sẽ thấy nó sẽ lớn hơn. Xin chào các bạn, hôm nay tôi sẽ tiếp tục hướng dẫn các bạn học cái phần mềm Adobe Audition. Thấy chưa? Hoặc là cái màu này cũng vậy, bạn hơi tăng lên một tí phần gain nè. Tăng lên khoảng bao nhiêu đó tùy các bạn, khoảng 2 3 4 gì đó. Rồi bạn sẽ thấy cái phần những âm lượng cao thôi, những âm bổng á nó sẽ hơi lớn là tí, nghe hơi rõ hơn nè. Phiên bản CC 2018 thì có nhiều tiếng sờ, tiếng chờ hơn nè, do ta tăng hai cái chữ này, hai cái màu xanh lá cây và cái màu hường. Tiếng sờ thì sờ một móc, sờ hai móc, rồi tiếng chờ rồi đó, sờ chờ đó ha, CC rồi đó, thì nó sẽ ra lớn hơn một tí nè, do ta tăng hai cái màu xanh lá cây và màu hường này. Tôi phát thử cho bạn nghe ha. Xin chào các bạn, hôm nay tôi sẽ tiếp tục hướng dẫn các bạn học cái phần mềm Adobe Audition phiên bản CC 2018. À, còn nếu mà tôi những cái phần này tôi tăng giảm xuống, những cái phần này tôi nén nhiều nè, tôi nén xuống, tôi cho âm lượng là không mặc định, tôi nén nhiều những cái phần này thì bạn sẽ thấy là cái phần âm là những cái âm bổng tôi sẽ không có, là những cái âm bổng nó đã bị biến mất nè. Xin chào các bạn, hôm nay tôi sẽ tiếp tục hướng dẫn tiếng sờ, tiếng chờ đã biến mất rồi ha. Các bạn học cái phần mềm Adobe Audition phiên bản CC 2018. Thế
Thấy chưa? Đó thì giờ bạn biết ứng dụng vô cái việc mà chỉnh sửa cái bảng multi-band compressor là gì ha. Mục đích chính là chúng ta sẽ phân loại ra được từng cái âm lượng ha. Từng cái âm lượng theo cái mức độ âm lượng lớn hay nhỏ, sau đó chúng ta sẽ chỉnh sửa. Thì mặc định phần mềm nó đã chia làm bốn vùng diện tích âm lượng nè. Nó bạn muốn cái vùng nào mà bị nén nhiều hay là muốn tăng lên thì tùy các bạn. Muốn nén thì bạn kéo cái thanh thread này ha, nén nhiều cái thread này thì nó sẽ nhỏ lại. Còn mà muốn tăng lên thì bạn tăng cái gain này lên, tăng âm lượng này lên thì nó sẽ lớn lên, đơn giản như thế. Còn đây là chúng ta đang ở chế độ custom hay là cái mẫu tùy chỉnh. Bạn hãy sử dụng những cái mẫu mặc định của phần mềm nè. Thì thông thường cái broadcast là cho phát thanh nè. Xin chào các bạn, hôm nay tôi sẽ tiếp tục hướng dẫn các bạn học cái phần mềm Adobe Audition phiên bản CC. Broadcast là cái mẫu hiệu ứng cho phát thanh nè, rất nghe cũng rất là hay, rất rõ tiếng nè. Lexicomatic nó có thể này là gì? Bạn thấy chưa? Thì thông thường thì trước khi bạn nghe một cái hiệu ứng mẫu nào đó thì bạn phải xem thử các chỉ số như thế nào, chúng ta hình dung trước. Hình dung bạn thấy chưa? Cái này là cái này nó nén nhiều nè, nén những cái âm thấp rồi nè. Nén hơi bị nén rồi nè, cái broadcast thì nó nén. Thì 2100. Thấy chưa? Nén những cái tần số cái này bạn thấy bạn chúng ta không gành nữa, chúng ta sử dụng những cái mẫu nén của cái phần mềm ha. Thì là nén cái phần âm cao nè, những âm cao hơi bị nén nè. 18. Xin chào các bạn, hôm nay tôi sẽ tiếp tục hướng dẫn các bạn học cái phần mềm Adobe Audition phiên bản CC 2010. Thấy chưa, nghe rất là hay ha. Broadcast nghe rất là hay. Rồi, thì sờ nghĩa là tính năng này là bỏ những cái tiếng âm sờ mẫu móc, sờ hai móc nè, sờ thế nè. Thì bằng cách là nó sẽ nén cái phần mà cái màu xanh lá cây nè, bạn thấy chưa? Rồi, nén cái phần mà cái biểu đồ màu xanh lá cây nè. Nó sẽ nén xuống cái mức độ là -25 nè. Nha, thì sờ là bỏ cái đi là bỏ đó. Easer là bỏ tiếng sờ đó ha. 8. Xin chào các bạn, hôm nay tôi sẽ tiếp tục hướng dẫn các bạn học cái phần mềm Adobe Audition. Bây giờ nó bỏ hết những cái phần sờ Audition hay là sờ đó là bỏ rồi đó. Đây là cái mẫu bỏ cái chữ sờ. N2 Loud. Rồi, thì bạn cứ lít vào những cái phản ứng này bạn nghe thử thôi ha, nghe thử để chúng ta trải nghiệm. Nhưng mà lưu ý các bạn là nên đeo cái tai nghe, đeo headphone để bạn nghe cho nó rõ, cho nó kỹ ha. Nhưng tại những cái này á nó có sự khác biệt, nhưng mà sự khác biệt rất là ít ha, rất là nhỏ. Bạn phải nghe kỹ thì bạn mới nhận ra được, chứ bạn mà nghe cái loa ngoài của laptop hay là đeo những cái loa ngoài á thì những cái loa ngoài thì bạn sẽ rất khó phân biệt ha. Tại những cơ bản những cái loa đó là đã bị biến đổi rồi, biến đổi âm lượng rồi. Còn nếu cái loa ngoài mà bạn muốn nghe cho đúng thì bạn phải mua cái loa kiểm âm. Lo có tên là lo kiểm âm ha, hãng nào cũng được, nhưng mà lo kiểm âm thường nó rất là mắc lắm, từ 3 triệu trở lên thôi mà. Nên chúng ta tận dụng, chúng ta nên mua những cái tai nghe headphone á, ta đeo tai nghe. Đeo tai nghe thì nếu tai nghe kiểm âm nữa thì càng tốt ha, nhưng mà đại khái chúng ta đeo tai nghe thì nó sẽ tương đối là đỡ tiếng ồn hơn. Rồi, đại khái đây là Rise Vocal nè. Đây chính là cái phần mà nén vô cái phần giữa nè, phần biểu đồ màu cam và màu xanh lá cây nè. Ha, Rise Vocal phiên bản CC 2018. Xin chào các bạn, hôm nay tôi sẽ tiếp tục hướng dẫn các bạn học cái phần mềm Adobe Audition phiên bản. Rồi, đây là cái phần thu âm giọng nén ở phần giữa. Toy, toy này chắc nghe cái tiếng này như con nít quá. Toy là như đồ chơi. Này, bạn thấy chơi cái phần âm lượng mà như màu đầu tiên nó đánh nén xuống dữ dằn luôn nè. Rồi, còn cái phần CC 2018. Xin chào các bạn, hôm nay tôi sẽ tiếp tục hướng dẫn các bạn học cái phần mềm cái mẫu hiệu ứng này rất là hay, kỳ ha, rất là thú vị nha. Cái phần đầu tiên nó có nén hết tuyệt đối luôn nè, phần cuối cùng của biểu đồ này cũng nén dữ dằn luôn nè, chỉ phần giữa đây thì nó nén ít thôi. Adobe Audition phiên bản CC. Rồi, giờ cơ bản là tôi hướng dẫn các bạn xong, tìm hiểu xong được cái tính năng Beauty Band này. Chúng ta học hiệu ứng nào cũng vậy, chúng ta phải tìm hiểu được cái bản chất, cái tính năng của nó như thế nào. Chứ để chúng ta sau này chúng ta phải tự chỉnh sửa theo cái thích cá nhân chúng ta, để chúng ta không có phụ thuộc vô cái phần mềm, chúng ta không phụ thuộc vô cái việc mà chúng ta sẽ áp dụng theo khuôn mẫu những cái mẫu hiệu ứng của phần mềm thì nó không có hay ha. Chúng ta phải biết được cái bản chất để chúng ta tự chỉnh sửa theo cái thích cá nhân chúng ta, chứ chúng ta không có dùng những cái mẫu của phần mềm ta lệ thuộc quá nhiều đi, thì sau này chúng ta sử dụng những, hoặc là chúng ta thấy là không sử dụng phần mềm này mà chúng ta sử dụng những cái phần mềm khác á, thì chúng ta cũng phải biết được cái tính chất để chúng ta chỉnh sửa ha, chứ chúng ta không nên bị ràng buộc bởi chỉ một cái phần mềm này thôi, phần mềm Audition này thôi. Chúng ta có thể sử dụng thêm những cái phần mềm khác nữa, Cubase hay là GarageBand hay gì đó, rất là nhiều phần mềm để chỉnh sửa âm thanh. Rồi, thì vô hôm nay chỉ có vậy thôi. Thì tôi coi tôi còn gì tôi chưa hướng dẫn các bạn không ha. Cái nó Mobile này là rất là bình thường đó, cái này là nó sẵn này tôi nói luôn, một vài phút nữa đây là kết thúc rồi. Tôi qua chế độ Mute Waveform đi ha, Waveform đây. Rồi, qua chế độ Waveform này các bạn mới có được cái hiệu ứng là nó Mobile này, effect nè. Compressor nè. Thì cái ứng nó Mobile này nó mới sáng lên, chứ nãy bên chế độ mà Multi Check nó không có sáng ha, chế độ Waveform nè, Multi Line Waveform.
Rồi thì trong đây, trong cái normalize nè, projection nè, cái này là gì? Cái này là dùng để giảm cái âm lượng chúng ta, normalize nè, bình thường quá giảm cái âm lượng chúng ta hoặc là tăng âm lượng lên, thì thông thường nó sẽ giảm âm lượng, thì giảm hoặc là tăng tùy các bạn. Thì bạn mặc định cái này chúng ta sẽ lớn nhất là 100% nè. Thì thông thường để cho nghe mà cho nghe cái mức chuẩn đó, thì bạn sẽ tăng khoảng từ 96 tới 98% ha, đây là cái mức độ mà nghe âm chuẩn chúng ta ha. Bạn để đơn vị là 1% hoặc để decibel cũng được ha. Đó, hãy sửa cho là chứ âm chuẩn là phần trăm là 96 decibel đi. Ok, apply. Đó, đó là cái âm mà bình thường cái âm lượng chúng ta đó, cho nó nghe cho nó chuẩn ha. 100% là lớn nhất, rồi không là nhỏ nhất, tôi đang để đơn vị phần trăm ha, thì chúng ta thường chỉnh từ 95 tới 98, 96 gì đó tùy. Thì khi bạn chỉnh nó rồi thì bạn nghe lại cái âm ta rất là chắc nè. Xin chào các bạn, hôm nay tôi sẽ tiếp tục âm rất là chắc nằm trong cái ngưỡng mà nghe được của tai người chúng ta ha. Tôi nhắc lại, bạn vào trong effect nè, chọn đây, chọn vào trong cái normalize này, recession, xin lỗi, normalize recess, rồi bạn chọn cho tôi trong khoảng dao động từ 96 cho đến 98 ha. Sau đó apply, rất là đơn giản thôi ha, để chúng ta làm cho cái âm lượng ta lớn lên ha, lớn lên. Rồi thì cái video hôm nay chỉ có vậy thôi. Thì cơ bản là chúng ta đã xong được cái phần số 1 nhỏ trong cái cắt hiệu ứng effect rồi ha, là compression á, compression là chỉnh dynamic á. Rồi chúng ta đã qua được hai cái phần rất là quan trọng là chỉnh compression là dynamic và cái phần mà chỉnh EQ, chỉnh EQ filter EQ rồi. Rồi thì qua video sau thì nếu có thời gian chúng ta có thể tìm hiểu thêm những cái hiệu ứng khác còn lại như là độ vang này, delay echo nè, rồi reverb nè, noise thì tôi đã hướng dẫn rồi, nó là giảm ồn thôi. Rồi thì video hôm nay chỉ có vậy thôi. Nếu các bạn xem video này cái thấy hay, kết cho các bạn thì bạn có thể là đăng ký cái kênh YouTube của tôi ha, hoặc là chia sẻ cái video này cho bạn bè các bạn. Rồi cảm ơn các bạn đã theo dõi video này, hẹn gặp lại các bạn trong các video tiếp theo.